phân khúc xe SUV cỡ nhỏ tại nước ta đang được khách hàng Việt cực kỳ ưa chuộng. Hàng loạt mẫu xe mới được các hãng tung ra thị trường, trong đó có chiếc Peugeot 2008 đến từ Pháp. Đội ngũ đánh giá xe Peugeot 2008 GT Line 2021 cho rằng, với những trang bị hiện đại, vận hành ấn tượng, mẫu xe đến từ Pháp sẽ là đối thủ nặng ký của Kia Seltos, Toyota Corolla Cross. Vậy Peugeot 2008 có gì để cạnh tranh với các đối thủ? Chúng ta hãy cùng phân tích trong video dưới đây. Trong thời gian gần đây, phân khúc B SUV đô thị tại thị trường ô tô Việt đang ngày càng trở nên sôi động hơn với sự gia nhập của nhiều tân binh như Kia Seltos, Toyota Corolla Cross và mới nhất là Peugeot 2008 đến từ Pháp. Với thiết kế theo phong cách hiện đại trẻ trung, Peugeot 2008-2021 ngay lập tức là một trong những chiếc xe thu hút sự quan tâm lớn của khách hàng Việt. Cũng giống như hai đàn anh Peugeot 3008 và 5008 đã được bán tại Việt Nam, Peugeot 2008-2021 được Trường Hải lắp ráp trong nước giúp mức giá xe tốt hơn nhằm gia tăng sức cạnh tranh với các đối thủ. Về giá bán, Peugeot 2008 All-New được phân phối với hai phiên bản cùng mức giá dao động từ 739 đến 829 triệu đồng. Khách hàng có thể mua, bán, tìm hiểu giá xe bằng cách liên hệ với các đại lý chính hãng tại đây. Với phiên bản 2008-2021 Active có giá 739 triệu đồng, phiên bản GT Line có giá 849 triệu đồng. Về thiết kế ngoại thất, ấn tượng nhất khi nhìn trực diện phần đầu của Peugeot 2008 GT Line phải kể đến giải LED định vị ban ngày được kéo dài gần sát cản trước mô phỏng nanh vuốt sư tử, một thiết kế khác biệt của mẫu SUV này. Phía trên là cụm đèn pha LED có tính năng đèn thích ứng tự động, điều chỉnh khi gặp xe ngược chiều. Trung tâm phần đầu là hệ thống mặt ca lăng được tạo bởi những dạng vân mắt xích với chất liệu kim loại giúp Peugeot 2008-2021 trở nên chảnh hơn. Logo sư tử viền lưới tản nhiệt sơn đen và tên xe 2008 đặt trên mui xe giúp góp phần chiếc xe đến từ Pháp thu hút ánh nhìn hơn. Trong khi đó, phần cản trước của Peugeot 2008-2021 mang thiết kế cứng cáp nhờ sự kết hợp nhựa cứng mạ bạc, sơn đen và nó còn tích hợp hệ thống cảm biến phía trước. Xét về mặt kích thước, Peugeot 2008-2021 có phần yếu thế hơn các đối thủ với chiều dài rộng cao lần lượt là 4.298 x 1.770 x 1.540mm và chiều dài cơ sở đạt 2.600mm. Ở phần thân xe, đội ngũ đánh giá xe chúng tôi đánh giá cao phần gân nổi ở cánh cửa xe giúp Peugeot 2008-2021 trở nên điệu đà, sang trọng hơn. Gương chiếu hậu ngoài của Peugeot 2008-2021 có tính năng chỉnh điện, gập tự động và kết hợp giải xi nhan LED. Sàn chân trên Peugeot 2008 có tạo hình phay bóng hai màu khá cầu kỳ cùng kích thước 17 inch tiêu chuẩn. Khi tiếp cận từ phía sau, đuôi xe của Peugeot 2008 khá bề thế. Cụm đèn hộ LED với hiệu ứng 3D tiếp tục theo phong cách nanh vuốt sư tử, vốn là đặc trưng của thương hiệu Pháp. Phần cản sau được nhô ra khá nhiều như một bệ chân ở đuôi xe. Đặc biệt, chiếc xe do Thaco lắp ráp còn có ống xả bọc kim loại hai bên cân đối. Phải lưu ý rằng, bộ đôi ống xả của Peugeot 2008 là thật, không đơn thuần là chi tiết mang tính giải trí. Bên cạnh đó, Peugeot 2008-2021 còn được trang bị cánh gió trên cao kết hợp đèn phanh dạng LED, hệ thống 6 cảm biến, camera lùi được tích hợp ở khu vực này. Xét một cách tổng thể phần ngoại thất, Peugeot 2008-2021 là một trong hai chiếc SUV đô thị mà chúng tôi cảm thấy rất ấn tượng với ngoại hình bên cạnh chiếc Kia Seltos đến từ Hàn Quốc. Về thiết kế nội thất, không gian khoang lái trên Peugeot 2008-2021 tiếp tục ứng dụng ngôn ngữ thiết kế iCockpit giống 3008 và 5008. Trung tâm bảng tablo là màn hình giải trí bề inch bản quốc tế 10 inch tích hợp các cơ chế điều khiển điều hòa, chức năng hiển thị của đồng hồ sau vô lăng. Ở khu vực này còn có các chi tiết nhựa giả carbon mang đến sự hiện đại cho mẫu SUV này. Hãng xe Pháp trang bị cho Peugeot 2008-2021 phần vô lăng đi cắt hai đáy quen thuộc với chất liệu bọc da, tích hợp một số phím bấm chức năng như tăng chỉnh âm lượng, ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay. Thiết kế mà chúng tôi đánh giá cao nhất trên chiếc xe này là màn hình giải trí kỹ thuật số 3D phía sau với phong cách hoàn toàn mới. Đặc biệt khi nhìn thực tế, đồng hồ này mang đến cảm giác rất mới, rất riêng cho người dùng và có thể tùy chỉnh cá nhân hóa màn hình. Ghế ngồi của Peugeot 2008-2021 vừa bán ở Việt Nam được bọc da với họa tiết chỉ khâu tương tự 3008-5008. Với mức giá 829 triệu đồng, người dùng sẽ được trải nghiệm ghế lái chỉnh điện tám hướng, nhưng ghế phụ vẫn chỉnh cơ. Mặc dù kích thước không lớn và chiều dài cơ sở chỉ 2600mm, nhưng Peugeot 2008 đã rất biết cách tối ưu không gian hàng ghế sau. Với những người có chiều cao khoảng 1m8 đổ về, hàng ghế sau này cung cấp đủ sự thoải mái ở khoảng sáng chân xe và đầu gối. Tuy nhiên, điểm yếu của hàng ghế này so với hầu hết các đối thủ là xe chưa được trang bị cửa gió điều hòa, chưa có bệ tỉ tay trung tâm, cũng như cổng sạc điện thoại. Về tiện nghi và an toàn, hệ thống giải trí trên Peugeot 2008 GT Line sẽ xoay quanh màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Mirrorlink, USB Bluetooth. Hơn nữa, màn hình này có thể tùy chỉnh điều hòa, các giao diện hiển thị của đồng hồ tốc độ.
Bên cạnh đó, Peugeot 2008-2021 bản cao cấp còn có nhiều tiện nghi khác bao gồm phanh tay điện tử duy nhất trong phân khúc, bệ thì tay kiềm hộp để đồ, nút bấm khởi động và chìa khóa thông minh, điều hòa tự động hai vùng độc lập, kính cửa một chạm, cổng sạc USB. Về động cơ và vận hành, dưới nắp capo, Peugeot 2008-2021 tại Việt Nam sử dụng duy nhất loại động cơ xăng Pultec i3 1.2 lít turbo cho công suất 133 mã lực và 230 Nm mô men xoắn cực đại. Cỗ máy trên sẽ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cấu trước. Để tùy chỉnh động cơ trên, người dùng sẽ có 3 chế độ lái gồm tiêu chuẩn, thể thao, bán tự động. Ở khả năng vận hành, chúng tôi đánh giá xe Peugeot 2008-2021 là chiếc xe mang đến khả năng tăng tốc rất tốt dù động cơ chỉ 1.2 lít. Khi đạp sâu chân ga để vượt lên một cách đột ngột, chiếc 2008 mang đến trải nghiệm dễ chịu khi tiếng động cơ không gào lên mà thể hiện sự êm ái, vô lăng cũng không bị rung lắc như một số chiếc xe cùng phân khúc. Một điểm chung mà bất cứ động cơ turbo nào cũng gặp phải là độ trễ, nhưng nó sẽ không quá lớn trên Peugeot 2008 và dĩ nhiên bạn sẽ phải đánh đổi khi lựa chọn. Peugeot 2008 Cityline 2021 sử dụng hộp số tự động 6 cấp nhưng xe có khả năng chuyển số rất êm, mượt mà. Dĩ nhiên hộp số này chưa thể ấn tượng như CVT, nhưng dù sao so với nhiều mẫu xe khác sử dụng hộp số 6AT, chúng tôi vẫn đánh giá cao chiếc xe này. Khi điều khiển Peugeot 2008 qua những đoạn cua, chúng tôi cảm thấy rất êm, dù chạy với tốc độ cao nhưng thân xe không bị xoắn vặn nhiều và đuôi không văng. Đây sẽ là yếu tố ảnh hưởng khá nhiều đến quyết định lựa chọn xe của nhiều người, bởi Peugeot luôn mang đến cảm giác trải nghiệm an toàn, chắc chắn mỗi khi bạn cầm lái. Hơn nữa, Peugeot 2008-2021 còn được xây dựng trên nền tảng mới khác biệt so với 3008-5008. Với biến thể cao cấp Peugeot 2008 Cityline 2021, người dùng sẽ được bảo vệ bởi hàng loạt công nghệ an toàn bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EPS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống hỗ trợ gáy ngang dốc HSA, cảm biến trước sau, camera lùi 180 độ, sao túi khí, cảnh báo áp suất lốp gián tiếp, điều khiển hành trình, giới hạn tốc độ, phanh an toàn chủ động, hỗ trợ giữ làn, hệ thống nhận diện biển báo tốc độ, nhắc nhở người lái tập trung, cảnh báo điểm mù. Với những gì được trang bị, Peugeot 2008-2021 đang nổi lên như một chiếc xe có thể đánh chiếm thị phần doanh số của các đối thủ đến từ Nhật, Hàn, Mỹ trong phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam. Điểm mà chúng tôi cho rằng Peugeot 2008 khó tiếp cận khách hàng nhất đến từ giá bán còn cao so với mặt bằng chung của phân khúc, bởi Peugeot luôn cho rằng những chiếc xe của mình ở phân khúc trên nên mức giá thường khá cao. Bạn nghĩ sao về mẫu xe này? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới video. Đừng quên ấn like kèm subscribe kênh YouTube của hệ thống chăm sóc xe D-Pro để theo dõi các video review xe, hướng dẫn chăm sóc và bảo dưỡng xe đúng cách tiêu chuẩn Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tới.